cho các bạn cái loài chuối của mình nè, các bạn thấy không, ngay chỗ cái tay của mình nè, nó đã ra khoảng 7 cái nải rồi. Và mình rút kinh nghiệm của lần trước, mình không có để cho cái nải nó nhiều quá, thì người ta nói là nếu mà nhiều nải quá đó thì nó sẽ làm cho cái nải chuối của mình nó nhỏ, cái trái nó nhỏ. Cho nên là bây giờ mình sẽ đi thu hoạch cái bắp chuối này nha các bạn. Đây nè các bạn, mình đã thu hoạch được cái hoa chuối rồi nè các bạn. Đây, cái hoa chuối từ đây nè, mình thu hoạch ở đây nè. Cái này á, thì có thể là mình hấp cơm cũng được, còn không á, thì mình sẽ luộc lên rồi mình trộn gỏi cũng được. Có thể là các bạn sẽ ăn sống, ăn chung với lại bún riêu, cũng có thể nó canh chua được nữa nha các bạn nha. Cái bông chuối này làm được rất là nhiều món luôn nha các bạn. Đây các bạn, cái hoa chuối của mình đây. Đó, mình đã cắt ra đây này các bạn. Bây giờ mình sẽ đếm thử coi là nó được bao nhiêu cái nải nha. Một, hai, một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Ồ, cũng được 8 nải đó các bạn. Nhưng mà cái này vậy, cái nải này nó không có to bằng cái nải kia. Mình sẽ cố gắng chống nó lên các bạn. Thấy ở trên không? Nó bị sơ sát quá trời do là gió đó. Cây này, cái thân này nó cũng không có to mấy. Nó cũng ốm à. Cho nên là mình cũng sợ cái thân này các bạn. Nó ốm à. Bỏ xuống nó bị ngược sáng nó tối á. Cho nên là thôi mình khỏi quay cái thân đó. Nhìn nó thương ghê luôn các bạn. Để mình quay cho các bạn xem cái vầy chuối kế bên nữa. Đó, ngay nhìn nó bự dễ sợ không các bạn. Đã ghê chưa. Nó cái trái của nó hôm nay to rồi. Hy vọng là nó đừng có bị gãy ha. Tại vì cái đó, ở phía trên của nó như thế này nè. Cái thân nó thì khỏe hơn cái thân ở bên kia các bạn. Đó. Cho nên là mình cũng không có sợ nó gãy. Nếu mà nó gãy thì mình sẽ chống lên các bạn. Mình quyết tâm là kỳ này mình phải ăn được cái vầy chuối này. Wow. Rồi bây giờ có thêm một cái vầy nữa. Đó. Hai vợ chồng em nó đã có trái hết rồi. Đã có con hết rồi. Nhưng bên này có chừng có 7 nải thôi. Còn bên kia thì tới 8-9 nải gì lận. Đẹp không các bạn? Dài cũng chắc cũng gần kín tấc luôn á. Đó. Rồi ở dưới đây thì có một số cái cây con này. Cây người ta nó cũng ngang đầu mình hết trơn rồi. Mấy cây này ngang đầu mình hết trơn rồi các bạn. Đó, mai mốt khi bà thu hoạch xong á thì mình sẽ chặt luôn cái cây để cho có trống chỗ cho mấy cây con nó mọc lên. Rồi video của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.